ăn hăng lắm. Đất 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 đất. Đấy một em này. Đấy thấy cá nó ăn luôn mà. Ui 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 ui. Ui. Sáu bảy con. Chết nó còn nhiều ui, nó không nhả luôn kìa. Ui nhiều lắm ui, nhiều lắm. Ui nhiều lắm. Ui ui bắt một con rồi. Ui nhiều thật đấy. Ui. Wow. Ui. Mọi người xem dưới kìa nhiều chưa? Nó đang ăn kìa. Ui. Wow. Ui. Thích kìa, câu này thích thật đấy. Đây thành quả cả ngày hôm nay của anh em mình đây. À đâu, cả buổi chiều của anh em mình đây. Mọi người xem này. Toàn cá ngon nhá. Cá khuy này, ếch này. Câu được cả cua này. Đó, mọi người xem đã chưa? Đây này. Cá này. Chào mừng mọi người đến với video tiếp theo của anh em mình nhá. À, chiều nay anh em mình lại tiếp tục mình đi cuộc hành trình mình đi câu cá đây. Anh Thương đang chào mọi người nhá. Anh Thương đang xỏ run xong là anh em mình đi vào trong suối để anh em mình câu tiếp mọi người ạ. Suối thì đoạn này mình nghĩ là chắc là không có đâu nên là anh em mình phải tiến sâu vào trong hơn nữa. Bởi vì đây nước to quá. Sỏ kiểu này thì nó mới được lâu mọi người ạ. Không thì con cá nó cắn một phát là kiểu cái run nên nó rất là giòn đấy. Con cá mà giật một phát thì nó đứt đôi luôn. Cho nên mình phải xỏ dây cước vào bên trong để cá nó ăn thì nó không bị đứt ấy. Nó sẽ được lâu dài hơn, đỡ tốn run đấy. Ui, chưa rồi. Đấy, mọi người thấy chưa? Đấy, một em nữa. Mặt nước này nhìn nó không rõ đâu. Phải nó giật kia, phải nó giật đi thì mình mới giật lại được mọi người ạ. Này câu theo cảm giác nhỉ? Nhưng mà cho nó nhìn thấy nó khôn lắm. Ừ, cho nó nhìn thấy thì nó rất là khôn luôn. Không thấy được rồi. Và hẳn sâu trong này mà. Được 3 con rồi này. Ây da. Các bạn nhóc một phát lên được đầy cơ nhỉ. Thấy sướng. Ăn ít lắm, chắc gần tối nó không ăn sao. Ừ, trời hôm nay tối tối mà, chiều nay nó tối tối nên là chắc nó không ra hang nó ăn đâu. Toàn con to đây này. Toàn con to, bằng con ngón trỏ đấy. Ở đâu bằng con ngón út. Thôi chuyển đi, đoạn này không thể ăn rồi. Được một em à? Ui, to chưa này? Quầy một phát được nhiều đấy. Ui, cá to vã man này. Ui, xuống lắm, câu này xuống lắm nhờ. Ui, xuống chưa này. Ui, ui,
Mất một con to rồi. Ba bốn con, mất hết rồi, có mỗi con. Đấy, anh đứng ở đấy đi, em đứng ở đoạn này. Đây này mọi người, câu mà phát được nhiều chưa này. Đấy. Đấy. Anh đổ một ít nước này đi, nhìn nó không to mấy. Để cho tí nước nó khỏi chết. Ờ, để một ít nước để con nó còn sống. Còn ăn không? Không thấy đâu. Chắc hết rồi lá. Thì vô phát một sợ. Một phát là mấy con, anh kéo chục con đấy. Từng hố này nếu mà có ấy, nhiều á, từng hố ấy. Đấy, ui, rồi ơi. Con to, vàng, thè. Ui, con này to rồi đấy, đây này. Ui. Ôi, con kia to rồi đấy. Cái con vằn vằn như kìa. Con vàng thề nhỉ. Đấy, con vằn vằn này to lắm. Đấy. Đẹp nhỉ. Ừ, đẹp thật. Không thấy ăn rồi nhỉ. Ừ, nó này lạnh lắm. Ôi cua. Ôi. Bùn phết. To phết nhờ. Bước vào túi. Có mấy cái hố sâu sâu này nó ăn khôn thật đấy. Ăn giật lên nó chạy mất rồi. Cá to nhưng mà nó dìa dìa từ tí một nó không ăn. Ừ. À, cua. Ây à, con này to chứ. Được hai con nha. Úi, trôi tít lên kia. Chuyển chỗ khác đi, cá ở chỗ này xem ăn khôn lắm. Con dưới này xem nó có ăn. Có to không? Mấy con dưới. To này. Cá không ăn mồi. Đổi ra nhỉ. Đổi đi.
có đấy. Wow. Ui. Đấy, đấy ăn hàng lắm. Đất 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 đất. Đấy, một em này. Đấy, thấy cá nó ăn luôn mà. Ui 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 ui. Wow. Ui. 6 7 con. Chất lượng như ui, nó không nhả luôn kìa. Ui nhiều lắm, ui nhiều lắm. Ui nhiều lắm. Wow. Ui ui mất một con rồi. Ui nhiều thật đấy. Ui. Wow. Ui. Mọi người xem dưới kìa, nhiều chưa? Nó đang ăn kìa. Ui. Wow. Ui. Thích nhỉ, câu này thích thật đấy. Nào lại súng vào nào, súng vào. Ui. Nào các em ơi, nào vào lên nào, lên nào, lên nào. Ui, nhiều rồi đấy. Vào tiếp các em ơi. Còn to chưa? Ừ, đông, ui, đông lắm. Wow. Ui, à một đống kìa. Cái này mọi người xem bên dưới kìa, ui, nhiều chưa? Này có hấp luôn. Câu được bằng này con là đủ ăn rồi đấy. Ui ăn hăng thật. Lấy hết chỗ này đi. Ờ lấy hết chỗ này đi. Công nhận vúng này nhiều rồi đấy. Nó lại ăn một lúc hàng đầy cơ nhỉ. Ui con cua nó định ăn luôn kìa. Wow. Một phát cũng đầy. Ui 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 kìa. Đầy tí nồi. Bên dưới nó về nhiều lắm đấy. Ui ui. Đi đâu rồi? Hay là hết rồi? Chưa, nó đi chỗ khác ấy. Còn nhiều lắm. Mọi người xem trong nồi đây này, nhiều chưa? Nó khôn rồi đấy, nó khôn dần rồi đấy. Không phải ít đâu, mà là nó khôn dần đấy. Anh phải kéo cơ. Kéo nhờ nhờ cơ. Đấy, nó khôn rồi. Nó bắt đầu khôn rồi đấy. Đấy, cắn đi, đúng rồi. Dây như hơi dài sao ấy. Đấy, ui, còn to lắm, đấy. Ui, chưa tối. Ui, kệ cứ cho nó ăn đi, đừng động. Một con vào ăn là cả đàn nó vào bâu vào ăn mà. Ui, chưa tối. Đấy, nó khôn dần rồi đấy. Đấy, nó khôn rồi đấy. Hình như sáng nó thấy mình hay sao ấy. Ui, trượt rồi. Cho gần gần, cho nó lùi gần gần về đây cơ. Đấy, cho nó gần gần về đây cơ. Đấy, đấy, đấy. Con này bé. Còn mấy con to ấy nhưng mà nó không ăn rồi. Đấy chuẩn bị ăn kìa. Còn mấy con to ấy nhưng mà nó khôn quá. Nó khôn rồi, cho vào bên trong nhử ra. Đấy, 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 có ấy, có đấy. Đấy, đấy, một đàn nó lại về kìa. À, một đàn luôn kìa. Rơi dài ra rồi anh chưa? Nó khôn rồi. Nó khôn rồi mọi người ạ, nó bắt đầu khôn rồi đấy. Ui nhiều chưa này. Ui. Mấy mối thì đấy rồi nhịp được vào này. Mới chuyển chỗ. Ờ chuyển chỗ khác thôi, chỗ này nó khôn rồi.
Có. Có. Mà xấu quá nhất định là kiểu nó đây. Đấy, 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 em thấy đấy. Có mấy con đấy. Ui. Hợp lý đấy. Đó là nhìn chói mắt thật. Hai con này bé lắm. Con này bé bé. Đi vào trong đi kìa. Vào góc. Góc bên trong đi kìa. Hay à. Làm nào vào được khu này nhỉ? Có không? Mấy con. Ui, hai con. Hai con này to đấy. Một em. Bé quá. Ui đấy, bên dưới có sao ấy. Kìa 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 kìa, bên trong nó ra kìa, bên trong kìa, đấy, ui. Đấy, chỉ là nhiều nó ra đây. Ui, nhiều chưa này, ui. Nhiều nó ra đây, bắt lên. Đoạn này bị noi mà, em cho đèn sáng em không biết có bị làm sao, không sao đâu mà. Nhấc, đấy, này mới sướng. Ây à, hàng, ui à, hàng đấy. To phết mà, ui kìa kìa, ui nhiều lắm. Ui, rơi rồi. Từ để em sửa lại đèn đó. Đấy. Ở bên kia cơ, ở bên kia còn đấy. Đấy 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 đấy. Đấy đấy đấy, nhiều lắm. Ui, nhiều lắm. Ui. Này ở đằng sau tảng đá kia kìa. Đấy, ở đằng sau cái tảng đá kia cơ. Nó phát ra. Đấy, 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 ui, nhiều lắm kia kìa, ui. Nhiều phát ra đây hết mà. Toàn cá to luôn. Mùi nó phát ra, đấy. Toàn con to, ui, con này to lắm, ui. Lại mồi. Ui, 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 ui. Lại mồi. Nhiều giá mạt, ui, 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 mất hết. Con này nhảy ra. Hai con này chắc chắn là nó khôn rồi đấy. Nó bị rơi ra ngoài là nó khôn rồi. Tí nữa về nó bảo anh em bảo thôi mua cái này đừng có ăn nữa. Ui kìa, bên kia kìa. Ở bên kia kìa nhiều lắm. Đây anh dịch vào bên trong đi. Đấy. Ui đấy, nó đấy, hai con này mày hăng này, nhấc. Ui! Phê chưa? Mọi người thấy phê chưa? Phò đồ phát là chết ngay. Đấy 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 đấy, nó cắn rồi đấy, nhấc. Ui, toàn con to mà. Lưng lôi rồi. Ủa đây nhiều lắm, ui kìa, ra toàn con to nhất. Ui con cua sắp ra anh Thương ơi. Nhấp 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 nhấp. Bé con. Ừ bé nó ngậm, nó không ngậm được. Ui nhiều lắm. Kìa ui. Toàn bé. Ừ toàn bé. Ui sâu quá, sâu quá. Lừa cho nó ra đoạn này này. Lừa cho nó ra đoạn này này. Lừa nó đoạn này này. Đấy. Nó khôn rồi. Kìa, kìa bên kia còn con đen xì bên kia kìa. Đấy. Đen xì ở bên kia kìa. Đấy, nó bắt đầu qua này. Đấy, con này chưa được ăn là chắc là nó ăn hăng đấy. Đấy. Nó bắt đầu qua đấy. Đấy. Múc, múc. Đấy, 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 đấy. Con này chưa được ăn bao giờ nó ăn hăng. Đấy, đấy, đấy. Mày chết. Ui, 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 đấy. Một con nó ngậm rồi, một con thôi.
Ở chỗ này nhìn nhiều mắt quá. Ôi đấy đấy, có đấy, có đấy. Đất 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 đất. Đấy có nhiều con đen đen đấy. Nhiều con phết. Đấy. Giờ nó ra nó ăn kìa. Mồi cho nó ra ngoài này đi anh kìa. Đấy nó ăn kìa, nó ăn rồi kìa. Đất đất đất. Hai con. Ui. Ba con. Đây này. Toàn con to này. Ui, ngậm chắc nhờ. Đấy còn nhiều đấy. Kìa. Ui nhiều lắm. Đấy nhiều đấy. Nhấp. Ây da. Con bên này nó khôn rồi anh Thương ạ. Nó bị dính rồi. Nhấp nhấp nhấp. Đấy 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 đấy, một em úi trượt rồi. Đấy, đấy, đặt cái gì mà. À, ui đây này. Đấy. Đấy. Nhiều đấy. Đấy. Ui. Nhả đi. Cái hố này to mà, hố này to mà. Nào, đấy, nó bắt đầu ở bên trong kia ra kìa mọi người ạ. Đây này. Nhấc. Anh cầm que ngắn ngắn đi. Cầm dài quá. Bên này nhấc nhưng mà có cảm giác chứ. Không thấy có nhỉ, không thấy ra nữa. Nó lại khôn rồi. Mỗi vúng được tầm chục, 20 con là ngon nhỉ. Ờ, mỗi một vúng được tầm 20 con là ngon đấy. Đang góc bên kia. Ừ, đi góc bên kia. Ôi một con nhảy ra rồi anh Thương ạ, nước nước cao quá. Một con nhảy ra đấy. Ui đây nhiều rau đắng này anh Thương. Lát nhặt đi, toàn rau đắng này. Lát nhặt nhặt về xào mọi người ạ. Rau đắng này nên thuốc ấy. Nhiều lắm đây này. Đây này, rau đắng đây này. Cái loại rau 6 lá chứ nhỉ. 7 lá ra. Đấy, 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 có mà, đấy anh Thương, có mà. Đấy. Mày chết. Ui, ui, khỏe quá. Kìa vẫn còn đấy, nhưng mà bé rồi. Chuẩn bị chết này. Kìa kìa, mồi bên trong đá. Mồi bên trong đá. Con này không ăn đâu. Mồi bên trong đá kìa kìa. Tôi chuyển qua góc bên này câu đi. Đây không có. Cái này dài quá. Ở góc bên này anh Thương có đấy. Ui đã man thật đấy. Nhấc một nhấc một phát lên cả đống mà. Em một... để trên mặt nước mà thấy kéo xuống. Mọi người cùng theo dõi nhá. Loại cá này nó ăn hăng lắm. Ở tập trước thì anh em mấy tập trước anh em mình không được, nên là hôm nay anh em mình phục thù. Đấy một con nhá. Quả lông nháy là 3-4 con liền. Đấy nó kéo thôi. Ở vũng này nhiều ấy, vũng này nhiều ấy. Ui đấy. Uy tín luôn. Nhiều lắm. Chơi chuẩn bị tối tối rồi mọi người ạ. Tí tìm không thấy đường ra ấy rồi. Đó, mình đi vào sâu lắm rồi ấy. Sợ tí ra còn lạc đường ấy. Theo suối xuống là khó đấy chứ. Ừ, toàn vực.
mùi một lúc nó khác ra cả đống. Thấy kéo không? Thấy đâu. Thử vào trong này xem nào. Vào trong này này. Vào trong này này. Thấy ăn không? Một em. Uầy nó cắn tay nhỉ. Để em qua bên này cơ. Dí vào góc bên kia anh kéo có đấy. Ở góc bên kia kìa. Có này to lắm. Thử, thử thế nào, thử dí vào thế nào. To lắm. Thấy thật không? Đi lên kia được. Ừ, đi lên trên này. Có không? Ôi, nhiều phết. Con này tối nó cũng ăn nhỉ? Ôi. Con này cá bé bé nhỉ? Ôi, này cá bé lắm. Ôi. Wow. Con này to đấy. Ôi. Ôi. To nhỉ? Phải to thật đấy. Chờ nó ăn lâu lâu tí xong nhấc cả chùm lên. Đấy, có con đang sang đấy. Đang cá to mà. Nhìn từ nó sẽ từ bên này nó sang sang bên đấy điện mới quá ơi. Mày lắm rồi kìa. Ui, chưa nói. Con này. À Lương ơi. Hả? Có khả năng mình tìm đường ra thôi à, tối rồi. Không tí tìm không thấy đường ra đó. Ui, trời ơi. Hàng quá tí tìm không thấy đường ra ngoài. Để em câu một lúc nữa đã. Ừ. Mà khu này chả biết nó đi đến đâu rồi đấy. Em biết đấy. Không thấy ăn được rồi. Để anh sang bên này nhá. Ui. Còn ăn không? Không thấy nó ăn rồi. Nếu là không ăn thì tôi đi về thôi nhỉ. À đi, à, đi ra ngoài kia đi. Bây giờ đi. Đi hái cái rau đắng kia đã. Đi hái cái rau đắng kia đã. Loại này ăn đậm đắng hôm nay ngọt ngọt chứ. Đây này mọi người ơi, cả buổi chiều hôm nay anh em mình câu được cá này, đây này, được cả nửa nồi luôn này, mình vớt cho mọi người xem này, ấy nhiều vô, ấy đây này được cả con cua này,
Này, lúc này em câu được nhiều phết. Tính ra chắc được hơn hơn đấy. Hơn đấy. Em xách mỏi cả tay mà, mỏi hết cổ tay mà. Mà loại cá này được hơn cân này cũng đủ để mà chế biến nó đấy. Mỗi một con một ly. Đây này, đây còn một nửa đây này. Đấy. Nhiều chưa? Con này, loại này bé bé mổ khó lắm. Ừ. Công nhận nó còn trơn trơn đấy chứ. Nhất nhất. Ở mấy tập trước thì anh em mình không có run, hôm nay mình về tập kích luôn. Hôm nay mình về về câu đây này. Được chưa? Được nhiều, mọi người xem đã chưa này. Đấy. Ấy! Con cua. Tí nữa nó kẹp rồi. Được cua kẹp thì sướng rồi còn kêu. Thôi rửa cái tay đã. Bây giờ anh em mình mần xong cái con cá này xong là anh em mình tìm địa điểm anh em mình nướng nhỉ. Nướng à? Nướng hay là rán? Chiên à? Chiên. Rồi. Chiên giòn nhá. Chiên giòn mình không có được chiên, bây giờ mình cứ rán lên thôi. Ừ, thế mình rán lên. Mình rán lên xong là anh em mình ăn nha. Bây giờ trời tối rất là đói rồi mọi người. Làm luôn con cua này đi. Tí nữa nó kẹp em rồi. Đây này, nhiều chưa? Mọi người xem sướng chưa? Nhiều người thèm lắm đấy nhỉ? Loại này thèm chứ, có phải ăn là có đâu, loại này hơi bị yếm luôn đấy, bắt hơi khó đấy. Không biết cách bắt là chịu luôn. Cân 70 tiền. Đắt hơn cá bống ấy, 70 tiền à. Đắt hơn đấy, đắt hơn nhiều ấy. Cá bống có ăn không ngon bằng con này đâu. Ừ, con này không, cá bống không ăn ngon bằng con này đâu. Cá bống ăn nó còn có sạp sạp đấy. Rồi là anh em mình chế biến mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem nhé. Video rất là dài rồi đấy. Anh em mình đang chạy mưa nhưng mà anh Thương thấy hai con ếch, anh Thương lại nên bắt mọi người ạ. Kìa kìa, mắt của nó sáng choe kìa. Đấy, được một em kìa. Bên trên kia được một em nữa kìa. Mọi người thấy cái mắt của nó sáng sáng kìa. Đấy, ở bên kia kìa. Đấy, 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 đấy. Ở giữa đèn luôn đấy. Có cái sáng sáng ở đấy. Đoạn đấy là được một con nha. Khá là to đấy mọi người ạ. Đấy, con kia to lắm. Hiện tại ở trên rừng này đang mưa mọi người ạ. Đang mưa bé và có gió rồi. Nên là anh em mình bắt buộc phải chạy. Là gặp cái gì thì anh em mình lại bắt. Gặp con ếch thì lại bắt. Ui, to phết. To phết mọi người ạ. Mình sẽ đi xem nhá. To. Cánh nhá. Cẩn thận chân nhá. To không to? Ui, to nhở. Hai con to. Bằng hai ngón tay thôi, to nhưng mà bằng hai ngón tay. Được rồi, được hai con này là ổn rồi. Giờ đi gặp cái gì mình lại quay tiếp cho mọi người xem nhá. Giờ anh em mình lại mần tiếp con cá mọi người ạ. Lúc nãy chạy mưa nên xuống dưới này nó lại không mưa rồi. Ui, đây có một con cua to này, anh Thương. Ui, từ từ khổng lồ. Con này siêu to khổng lồ. Ơ, từ từ để em khóa này đấy. Con này to lắm mọi người ạ. Ui, con cua đen này to lắm. Ui, to lắm mọi người ạ. Ui, con này đặc già này anh Thương. Con này đặc già luôn. Con này anh cầm đi. Anh cầm đi. Con này mà kẹp thì thôi rồi luôn đấy này. Bằng con cua trắng luôn à. Con này nó đứng đầu bàn luôn đấy. Con này gọi là ông ở trên này rồi. Này cụ rồi. Cụ ở trên suối này luôn đấy. Công nhận to lắm đây này. Ui, ừ, béo này. Mà con cua trắng sáng nay thế nhở. To nhở. Bé hơn tí. Đây này được hẳn một túi này mọi người thấy chưa? Đây này, đây một túi cá này. Rồi anh em mình mần một lúc xong là anh em mình đi lên nấu ăn nha mọi người. Bây giờ rất là đói, muộn lắm rồi đấy. Hôm nay anh em mình đi vào sâu quá, tí nữa nó còn lạc đường ấy. Đây thành quả cả ngày hôm nay của anh em mình đây. À đâu, cả buổi chiều của anh em mình đây. Mọi người xem này. Toàn cá ngon nha. Cá khuy này, ếch này. Câu được cả cua này. Đó, mọi người xem đã chưa? Đây này, cá này. Cá này phải tầm được một cân đấy mọi người ạ. Đầy cái nồi này, gần đầy cái nồi này cơ mà. Đây này, hôm nay về bắt được vài con cua này, 5 con cua nữa. Cua này rất là to nhá. 6 con chứ. 5 con với lại vài con cua này để ngày mai mình ăn tiếp mọi người ạ.
Giờ anh Thương đang chẻ cái kẹp kia để lát mình kẹp một ít cái cá này, kẹp một ít mình nướng. Đấy, mọi người xem hấp dẫn chưa? Toàn là đồ đặc sản hết nhá. Đấy. Lúc đèn thì yếu lắm rồi. Đèn của anh Thương yếu lắm mọi người ạ. Ôi, được nghỉ chân ở đây một lúc xong là cảm thấy cái đầu gối của mình ấy anh Thương. Nó được nghỉ ngơi, thoải mái. Thoải mái lắm. Cả ngày hôm nay đi mệt dã man luôn. Hôm nay đi xa còn tí lạc đường ấy nhỉ. Đi hàng mấy cây số theo cái suối lên mình. Lúc xuống thì toàn xuống vực. Đấy. Giờ đói còn run lẩy bẩy nữa. Đói run lẩy bẩy luôn à. Này mình xiên một hai que để mình nướng mọi người ạ. Mình nướng mình ăn. Chắc là một que thôi. Một que để mình nướng mình ăn. Còn còn một ít thì mình lấy về nấu canh. Mình nấu canh ăn. Còn mình để một ít xong là ngày mai mình ăn nhỉ. Mình nấu vừa thôi. Để ngày mai còn ăn tiếp. Nhiều này ăn không hết đúng không? Này nhiều lắm mọi người xem này. Anh Thương đảo cho mọi người xem này. Đấy mọi người xem này. Nhiều lắm. Này phải một cân luôn đấy. Một cân cá bống ấy. Nhiều lắm luôn đấy. Cái này nếu mà cân lên chắc phải hơn đấy. Cái túi bóng này mọi người. Này đuôi phải đầy ự luôn. Rồi bây giờ anh em mình làm một lúc xong là anh em chế biến thôi nhá. Không video dài lắm rồi. Mọi người xem đến đây mọi người cũng rất là cảm ơn mọi người rồi. Mọi người xem đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ cho anh em mình nhá. Đổ hết cua này. Cua đổ vào. Cá mình để một nửa thôi anh Thương ạ. Cả ếch cho vào nấu. Nó cá mình nấu ít thôi. Đây đằng nào cũng nhiều rồi. Đấy. Rồi, nấu bằng đấy thôi là được rồi. Còn lại để ngày mai ăn nha mọi người. Đây này, cả nửa nồi đây này. Nửa nồi cả cua, cả cá, cả ếch luôn này. Rồi, cái này thể thế thôi, mai ăn. Bằng đấy đồ ăn rồi. Anh em mình đã chín rồi mọi người ạ. Bây giờ bác ra thôi. Cẩn thận mất ăn nhá. Cá với lại ếch các thứ mình vớt ra đi nhỉ anh Thương nhỉ. Không để trong nồi nó nóng lắm. Đây. Mọi người xem cái kẹp cá của anh Thương đây này. Chất lượng ngon chưa. Vàng ươm. Từ từ anh hay lấy ra kể cứ để đấy. Lát ăn con nào thì lấy con đấy ra được. Không thì nó nát hết. Đang bị cởi cái dây ra. Đấy, cởi cái dây thôi. Vàng đen. Vàng đen. Này nướng không khả thi mấy nhỉ. Này cá này nướng nó chỉ nát như thế này. Này phải nếu mà mình chiên thì chiên cơ. Rán cơ. Ui đây này. Đây. Ui thơm. Khả năng lại dùng cái này làm nước chấm. Ừ, cái đấy dùng để làm nước chấm thôi. Cứ gắp để ra hết đây. Để cho nó nguội ăn nó mới ngon mọi người ạ. Đấy, nóng hổi chưa.
Ôi ôi, đã chưa? Mọi người xem đã chưa này? Quá tuyệt vời luôn. Gần như kiểu nát ấy. Nó bị gãy ấy. Nó gãy làm đôi ấy. Em làm con cá trước đã, đói lắm rồi. Đó, mời mọi người nhá. Mùi nướng kiểu này thơm lắm anh Thương ạ. Thơm. Cái này nướng là có thể nói. Đây à, ngon lắm. Vớt một nửa là được rồi, không cần vớt hết đâu. Ngọt thật. Nướng không cần cho gia vị gì mà nó vẫn ngọt mà. Thôi để đấy nguội. Bây giờ có cái mùi rất đẹp. Bây giờ làm cái nước chấm lắm mọi người ạ. Làm xong nước chấm rồi mọi người ạ. Bây giờ anh em mình ăn thôi. Đấy, đây này. Rồi, anh em mình xin mời tất cả mọi người cùng ăn với anh em mình nhá. Ăn con cá nướng này. Cá nướng trước. Đấy. Mời tất cả mọi người nhá. Ngon không? Ngon, chắc thịt. Chất lượng lắm. Món này em thấy chất lượng lắm. Đây này mọi người xem mấy cái món này đây này. Đùi ếch đây này mọi người. Ui giời. Đấy, ngon chưa? Toàn đồ đặc sản trên núi luôn nha. Đấy. Đấy. Này mới phải là ngon chứ. Để làm mình miếng thiếu nữ chân dài xem nào. Đấy. Ớt này. Ui giời. Này. Phê lắm. Chắc nhỉ. Chắc lắm. Ngon nhỉ. Ngon. Giờ em cũng ăn thôi. Xin mời mọi người cùng ăn nha. Em cũng làm con cá nướng trước. Vẫn ngon chưa lắm. Mưa được. Sao không mưa được? Cái xương con ếch này, cái đùi này này, nó chưa có cái đoạn đen đen ấy. À. Nếu mà nó có cái lớp máu tủ ở trong này nó đen đen thì là nó chỉ bị mưa. À, nó còn có cái kiểu đấy cơ. Ừ. Đây. Cái này chỉ nghe ngày xưa làm miếng cá nhá. Các ông cụ các cụ người ta nói phải không? Đó. Chấm mấy loại mùi ớt ăn ngon lắm. Em làm nằm miếng đùi ếch này. Nè. Mình xem đùi ếch này. Ngon nhỉ? Đó. Chấm nhá. Chấm ớt nhá. Ôi ôi. Ui nó sắp đứt rồi. Thôi mình để em đây mình ăn dần. Đây. Đây này. Ui. Bị chói rồi. Thôi. Ăn thôi mọi người ạ. Ngon tuyệt vời luôn. Ếch trên rừng ăn ngon thật. Còn này béo chưa? Ừ. Chất lượng nhỉ? Ngon lắm. Trên rừng này ăn cua thôi rồi không? Kia còn có 5 con nữa nhưng mà thôi mình để ngày mai mình ăn. Ăn cái này no. Ăn đủ ăn là được. Ăn nấu. Cá nấu nha, cá này là nấu nha. Cá nào ngon hơn, nướng hay là nấu ăn ngon hơn? Nướng ăn thơm hơn. Nó tất nhiên là nó dai ấy, em thích ăn dai dai. Dai, thơm hơn. Này chính dai này phải có măng chua cơ nhỉ, măng chua nấu ấy. Măng chua hoặc là mình chiên, em thích ăn chiên hơn, rán á. Lúc nãy anh định lấy cái lá chua kia với rồi, nhưng mà kiểu mình không có cơm ăn ấy. Ăn kiểu đấy thì nửa đêm là cuồn cào bụng ngay. Cúm đấy. Rừng ẩm mà mình ở cả ngày suối đi suối này. Làm cua em ạ. Đấy này cua suối đấy mọi người ạ, cái con mà mình bắt đấy, không phải anh Thương đang mần con cá ấy. Mình bắt đấy, nó to tương đương bằng cái con cua đen ở đâu, cua trắng với cua đỏ kia nhỉ, nó to tương đương mà đeo gần bằng nhau. Mọi người xem mùi ớt là mùi ớt thần thánh của anh em mình. Cho miếng ớt vào đó. Gắp lên à? Gắp
lên ấy, thế mới đủ, thế mới đúng bài chứ. Này có bia nhỉ, có cái gì đó cồn cồn. Chú ăn miếng này anh ơi, đấy ăn cá quá cái lúc nãy mưa ấy mọi người ạ, ở bên trên kia mưa, anh em mình di chuyển xuống dưới cái căn nhà này đấy. Cái căn tròi mà trước anh em mình lập để ở đây thôi, anh em mình lại không ở. Ở dưới này không mưa, ở trên kia mưa. Cá lúc nãy mà mình nấu ấy, nấu ăn không hết đâu, nhiều lắm. Một cân thôi mà, nhiều cực kỳ luôn. À, lúc này cá này anh em mình còn không câu hết đấy mọi người ạ. Câu thì đến đoạn có cá thì nó tối mất rồi. Lên trên cái đoạn trên một tí nó chắc là có hơn đấy nhỉ. Lên trên có nhiều hơn. Nhưng mà sớm tí nữa là đầy cái nồi ấy. Ừ, công nhận luôn á. Mình câu được nhất có mỗi hai vũng nhỉ. Hai vũng là có thôi mà. Tôi phát thả xuống lên thúc con. Ừ. Toàn con đen đấy chứ. Con to đấy chứ. Lúc nãy câu kiểu đấy, nhưng mà cái loại mà to 3-4 ngón tay là có khi là đầy nồi luôn lúc đấy. Ừ. Lúc nãy em câu kiểu tối tối ấy, có cái con nòng nọc nó còn ăn cơ mà. Ừ. Con nòng nọc cũng ăn à? Nó ăn luôn cơ mà. Cái con đấy em nghĩ chắc ăn ngon đấy chứ, con nòng nọc... con đấy ăn ngon mà. Nó... cái ếch nó đẩy trứng ở dưới suối ấy. Loại đấy nòng nọc to lắm, to hơn cái cá này nhiều. To hơn cá này luôn. Còn đấy nó phải to bằng cái đùi này này. Ừ, đấy, đấy đúng rồi mọi người ạ. Đùi này. To bằng cái đùi này luôn đấy. Cá này ăn công nhận ngon lắm. Cay. Em thấy mưa đấy anh Thương ạ. Mưa đấy. Em thấy giọt mưa đấy. Sao? Căn tròi của mình vẫn chắc mưa. Ừ. Tròi mình vẫn chắc mưa. Không cần phải lo. Cay quá. Ngày nào mà đi, ngày nào đi cũng được như thế này nhỉ? Ăn steak hơn không? Mọi người xem video nhớ like đăng ký kênh hộ anh em mình nhá. Đấy. Cái miếng mỡ cua này, đây nè. Đây này mọi người. Ôi, cái đèn của nó bị lệch nó, cái đèn của em bị lệch rồi. Đây. Đây này. Canh á. Canh hôm nay còn có lá chua, không biết có ngon không? Được. Có mùi vị đủ ngon. Lá chua thì ăn ngon nhưng mà kiểu mình không có cơm ấy, nên là mình ăn bụng nó cồn cào lắm. Giờ mình sẽ làm một miếng cua nhé mọi người nhé. Mọi người xem này, ngon chưa? Chấm mùi ớt nha. Cay cay này ăn thích lắm. Nó để lên lát mút xong. Làm cái đầu con ếch, thân con ếch. Anh này không biết gọi là ếch gì. Ăn dai lắm. Này gọi là ếch gì? Anh cũng chịu, chỉ biết là ếch. Biết ăn thịt ngon. Ếch rừng. Đây ăn nốt con cua đi, cả cá. Chú không ăn rồi. Thôi ăn nốt đi. Ăn nốt xong là anh em mình nghỉ ngơi thôi. Rồi mọi người xem video nhớ like đăng ký kênh ủng hộ cho anh em mình nha. Cả ngày vận lộn đã rất là mệt mỏi rồi. Bây giờ anh em mình xin tạm dừng clip ở đây thôi. Hẹn gặp mọi người ở tập tiếp theo nha. Tạm biệt mọi người nha. Bye bye mọi người nha. Con mèo.